Kho hậu cần rộng 6.000 m² bị sập ở Hà Nam. Ngày 18 tháng 3, vụ nổ trong các tòa nhà dân cư ở Hà Nam, nhiều tầng như bom nổ tung. Vẫn là Hà Nam, phong trào khinh khí cầu nổi lên từ người biểu tình đòi tiền từ 2022 tiếp diễn đến 2023. Bên cạnh đó, nạn bắt cóc tràn lan ở Trung Quốc, cha mẹ tìm không thấy con, đành phải trưng bày ảnh con trong triển lãm là tia hy vọng cuối cùng. Nạn bắt cóc trẻ em còn là một nạn trộm cướp để bán người, một tội ác chống lại loài người vẫn đang tiếp diễn. Ngày 18 tháng 3 gần đây, một người đàn ông ở huyện Hóa Châu, Mai Châu, Quảng Đông đã bắt cóc một đứa trẻ 5 hoặc 6 tuổi trên đường giữa ban ngày. Có hơn 3 tỷ camera giám sát ở Trung Quốc, nhưng số người mất tích vào năm 2020 lên tới hơn 1 triệu. Nhưng đến nay, thông tin về những người mất tích này vẫn chưa được tìm thấy nhiều. Trần Tiến xin kính chào quý khán thính giả đến với chương trình Điểm Nóng của DBC ngày hôm nay. Thông tin của chúng tôi dành cho quý vị là một số điểm nóng mới nổi ở Trung Quốc. Kính mời quý vị cùng đón xem. Tuyết rơi dày ở Hà Nam, phong trào khinh khí cầu nổi lên ở Hà Nam từ 2022 tiếp diễn đến 2023. Gần đây, tuyết rơi dày đột ngột ở Hà Nam đã gây ra thảm họa ở nhiều nơi. Kho hậu cần rộng 6.000 m² bị sập. Nhà kho trồng nho này rộng 40 mẫu Anh của người trồng bị dập nát, thiệt hại hơn 800.000 nhân dân tệ. Tất nhiên, nhà nước sẽ không quản lý những tổn thất này. Tỉnh Hà Nam các năm nay gặp rất nhiều thảm họa, thiên tai, nhân họa. Đây không phải là vụ duy nhất. Từ những mờ ám trong trận lũ lụt Trịnh Châu năm 2021, tuyết rơi ở Hà Nam đến mức kho hậu cần 6.000 m² bị sập. Cho đến các phong trào biểu tình Hà Nam nối tiếp nhau từ năm này qua năm khác chưa dứt. Kể từ khi ngân hàng làng Hà Nam bùng nổ, những người gửi tiền đã nhiều lần bảo vệ quyền của họ và thảo luận về các yêu cầu của họ. Tuy nhiên, trong khi các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói về việc thanh toán theo đợt, họ lại ngăn chặn nó. Trong tuyệt vọng, một số nạn nhân đã thả những quả bóng bay lớn có biểu ngữ phản đối ở Trịnh Châu, phàn nàn rằng tiền gửi của họ vẫn bị chính quyền đóng băng bất hợp pháp. Động thái này còn được dân tình mô tả là phong trào khinh khí cầu. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 3 có thông tin trên Internet rằng những người gửi tiền là nạn nhân của sự cố ngân hàng làng Hà Nam đã thả những quả bóng bay lớn trên bờ kè sông Hoàng Hà và Wanda Plaza ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, với các biểu ngữ phản đối màu đen và trắng treo phía dưới. Theo hình ảnh trên mạng, những quả bóng bay đang được thả ở bờ kè sông Hoàng Hà có một biểu ngữ bằng vải có dòng chữ "Chính quyền Hà Nam lừa đảo và phong tỏa trái phép tiền gửi. Cả thế giới đều khao khát, tại sao Hà Nam không cho?" Sau khi ngân hàng thung lũng Silicon phá sản, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tuyên bố thanh toán tiền gửi của người gửi tiền trong vòng 3 ngày. Nhưng những người gửi tiền của Ngân hàng Nông thôn Trung Quốc buộc phải gọi cảnh sát, nhưng vụ việc chưa bao giờ được giải quyết. Quyền của những người gửi tiền bị thiệt hại đã bị chính quyền phớt lờ trong hơn một năm. Một số cư dân mạng cũng bức xúc nói rằng, tôi sợ sau này bán bóng bay cũng sẽ phải xác thực tiền thật. Thông tấn xã Trung ương chỉ ra rằng hoạt động của các tổ chức tài chính cấp cơ sở của Trung Quốc không lành mạnh, nhưng hành vi thu hút người gửi tiền với lãi suất cao luôn bị mọi tầng lớp xã hội coi là yếu tố bất ổn đối với trật tự tài chính và an ninh xã hội. Sau sự kiện đòi tiền lương ở Hà Nam lần trước, trùng với thời điểm đại dịch Covid-19 đang diễn ra, chính quyền Hà Nam đã dùng mã đỏ với những người đòi tiền nhằm ngăn cản họ đi ra ngoài biểu tình đòi lương. Đây là hành vi lừa đảo và bỉ ổi vì dám bóp méo sự thật của vấn đề để ngăn cản một vấn đề khác đang phát sinh. Trong số đó, dưới áp lực về quỹ, 4 ngân hàng, bao gồm Ngân hàng Nông thôn New Minsheng ở Vũ Châu, Hà Nam, Ngân hàng Nông thôn Shanghai Huy Minh, Ngân hàng Nông thôn Hoàng Hoài ở Trá Thành và Ngân hàng Nông thôn Phường Đồng Mới ở Khai Phong, đã ngừng rút tiền từ tháng 4 năm 2022, ảnh hưởng đến 400.000 người gửi tiền. Vào ngày 10 tháng 7, các cuộc biểu tình quy mô lớn đã nổ ra ở Trịnh Châu. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã trao cho các nạn nhân đi biểu tình mã y tế, mã đỏ nhằm răn đe họ. Điều này càng làm dấy lên sự bất bình của công chúng. Sau các cuộc biểu tình quy mô lớn nói trên, vào ngày 11 tháng 7 cùng năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chính thức tuyên bố bồi thường 50.000 nhân dân tệ cho những người gửi tiền bị thiệt hại. Đối với các khoản tiền gửi trên 50.000 nhân dân tệ, khoản bồi thường sẽ được trả theo đợt. Và vào cuối tháng 8 cùng năm, những người gửi tiền dưới 500.000 nhân dân tệ sẽ được bồi thường. Vào đầu tháng 1 năm nay, chính phủ bắt đầu chấp nhận những người gửi tiền với số tiền gửi hơn 500.000 nhân dân tệ, đăng ký nhận tiền bồi thường và cho đến nay vẫn chưa có khoản thanh toán trước nào được thực hiện. Chính quyền Hà Nam được xem là kẻ hai mặt. Một mặt, các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa tin một cách trang trọng, tuyên bố rằng vấn đề sẽ dần được giải quyết. Một mặt, nó tiến hành đàn áp những người gửi tiền là nạn nhân. Một số người gửi tiền đã báo cáo rằng chỉ những người gửi tiền gửi qua nền tảng trực tuyến của bên thứ ba mới có thể đặt lịch hẹn thanh toán trước. Được biết, hơn 1.000 người gửi tiền đã xử lý tiền gửi hiện tại qua quầy vẫn không thể rút tiền. Vụ nổ trong các tòa nhà dân cư ở Hà Nam, nhiều tầng như bom nổ tung. Vào tối ngày 18 tháng 3, một vụ nổ xảy ra tại một tòa nhà ở huyện Tùy, Thương Châu, tỉnh Hà Nam. Các nhân chứng mô tả cảnh tượng giống như một quả bom đã phát nổ với nhiều tầng trống không. Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy có một tòa nhà 4 tầng, đám cháy ở tầng 3, ngọn lửa đó bốc cao ngút trời kèm theo nhiều khói đen, ngọn lửa bùng ra từ cửa sổ. Trong đó kính cửa sổ và một phần tường phía trên tầng 2 bị nổ tung, tầng 3 và tầng 4 gần như bị nổ tung. Các nhân chứng cho biết cảnh tượng giống như một vụ nổ bom, các mảnh thủy tinh rơi xuống đất. Cục Quản lý Khẩn cấp Thương khẩu trả lời rằng hiện trường đã được xử lý và nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, nhưng họ không đề cập đến thương vong. Tuy nhiên, câu trả lời của Cục Quản lý Thương khẩu Hà Nam là một câu trả lời vô trách nhiệm, bởi vì họ hoàn toàn có thể phỏng vấn và tìm hiểu ngay tại hiện trường. Một thương gia gần đó nói với Xiao Xiang Morning News rằng có một tiếng nổ lớn khi vụ tai nạn xảy ra và cửa kính trong cửa hàng của cô bị vỡ vụn. Sáng ngày 19 tháng 3, một người dân buôn bán gần đó cho biết họ nghe nói đó là một vụ nổ khí ga. Thời điểm xảy ra là vào khoảng 18 giờ ngày 18 tháng 3. Thời điểm xảy ra vụ việc, người buôn bán nghe tiếng động lớn, ra ngoài thì thấy lửa bốc cháy tại nơi xảy ra vụ nổ nên quay lại hiện trường. Người lái buôn cho biết vụ tai nạn xảy ra trong một tòa nhà chung cư, 3 tầng trên có người ở, tầng dưới là cửa hàng, đó là một tòa nhà dài. Tôi ở phía cực Tây và nó ở phía cực Đông, nhưng kính của tôi đã bị vỡ. Nạn bắt cóc tràn lan ở Trung Quốc. Vào ngày 18 tháng 3, một người đàn ông ở huyện Hóa Châu, Mai Châu, Quảng Đông đã bắt cóc một đứa trẻ 5 hoặc 6 tuổi trên đường giữa ban ngày. Đoạn video do một cư dân mạng đăng tải cho thấy, vào ngày 18 tháng 3, nhiều trẻ em đang chơi đùa ở phố Vũ Châu, huyện Hóa Châu, Mai Châu, Quảng Đông. Một nam thanh niên đón một đứa trẻ khoảng 5 đến 6 tuổi giữa thanh thiên bạch nhật rồi bỏ đi. Cảnh sát địa phương trả lời rằng người đàn ông có thể có vấn đề về tâm thần và yêu cầu cư dân bảo vệ con cái của họ. Cư dân mạng thất vọng, cảnh sát không có trách nhiệm, chính phủ không có trách nhiệm, xã hội không có trách nhiệm, tất cả đều là của người dân. Sau khi những người dân gần đó phát hiện ra sự việc, họ đã chạy đến để giật lấy đứa trẻ và khống chế người đàn ông, và người đàn ông này sau đó đã được đưa đến đồn cảnh sát ở địa phương. Vào ngày 16 tháng 3 năm 2023, tại một nơi nào đó ở Mai Châu, Quảng Đông, một đứa trẻ đang chơi một mình trong sân. Một chiếc ô tô màu đỏ dừng bên đường, một người phụ nữ mặc áo trắng quần đen mở cửa xông vào nhà dân địa phương. May mắn thay, mẹ của đứa trẻ đang ở nhà vào thời điểm đó, bà đã nhanh chóng ra khỏi nhà và đuổi người phụ nữ khả nghi đi. Nạn bắt cóc xảy ra tràn lan ở Trung Quốc, nhiều người tuyệt vọng tìm kiếm con cháu mình. Tìm nhiều cách để có thể có một chút thông tin, họ chỉ có thể trưng bày các tấm ảnh còn lại mà họ có, cho triển lãm những đứa trẻ bị mất tích. Vào ngày 7 tháng 8 năm 2022, nhóm tìm kiếm trẻ em đường phố Sán Đầu đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ người dân và tổ chức một cuộc triển lãm về những đứa trẻ mất tích trên đường phố. Có thông tin cho biết, Trung Quốc có hơn 3 tỷ camera giám sát, nhưng số người mất tích vào năm 2020 lên tới hơn 1 triệu. Nhưng đến nay, thông tin về những người mất tích này vẫn chưa tìm được thấy. Nạn bắt cóc là một tội ác chống lại loài người. Những người tham gia bắt cóc cần phải đưa ra ánh sáng. Vì qua một số thông tin từ báo chí truyền thông Trung Quốc, những người tham gia bắt cóc có tham gia vào việc buôn bán mổ cướp nội tạng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin điểm nóng của DBC. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trần Tiến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.